Mà ông có biết không, con cái con đứa gì á, bé tí theo như cái kẹo mút dở mà ăn phân 5 bát cơm, mà ông có biết không? Ăn 5 bát cơm. Ăn nhiều được là tốt chứ. Tốt gì? Bà không ăn được thì bà thiệt. Thế thôi, không được chấp nhận. Ông, bà đang sao đấy. Em làm sao thế? Hả? Em hoa mắt xấu mặt cũng gì à? Thế à? Ừ, thay quần áo bây giờ chị đi chơi đây. Ê, bà đây tôi bảo là. Chào ông. Ừ, xin chào bà, đi đâu ấy? Đi chơi, mấy trời mát này tôi phải đi chơi mà. Ui rồi đi chơi á, xong rủ em bé đi cùng. Nó phụt cười thế đấy, con người ta cũng phải có những lúc mà phải riêng tư chứ. Ừ, thân thì thân thật đấy, nhưng mà nhiều cái cũng phải thân ai người đấy la, ông buồn cười thật đấy. Ừ, tôi nghe nói là em đây ngoan lắm mà. Ở với bà à, hai chị em thì thân nhau lắm cơ mà. Thân lắm luôn đi, thân được cái thời mà cửa chuồng á, tắm mưa ấy, thân lắm nhưng thân ai ngửi lo. Ông nhớ ông có thể tưởng tượng ông có thể chịu được một cái đứa như thế này không? Sáng ra nhá, nó gọi tôi dậy, mà mới có 8 giờ sáng nó gọi tôi dậy ấy. Không mà nó gọi tôi dậy nó bảo chị ơi chị dậy đi, chị dậy đi em nấu đồ ăn sáng rồi, vô duyên không? Thế là thế nào nữa? Ông cười nhiều, người ta đang ngủ mà người ta dậy ăn sáng. Mà ông có biết không, con gái con đứa gì á, bé tí theo như cái kẹo mút dở mà ăn phân 5 bát cơm, ông có biết không? Mà ăn 5 bát cơm. Ăn nhiều được là tốt chứ. Tốt gì? Bà không ăn được thì bà thiệt. Thế thôi, không được chấp nhận. Ông, bà đang ra đấy. Ừ. Dư, lại đây. Ông ơi. Đấy, ông thấy không, chị em tôi rất là thân nhau. Nhờ, chúng mình thân nhau lắm đúng không em? Chị ơi, về nhà đi. Em nấu cơm rồi đấy. Nấu cơm rồi à? Ô tu tu đã, hôm nay á, chị em mình phải chụp một cái ảnh. Từ sáng đến giờ chúng mình chưa chụp ảnh. Chị học gì, up lên Facebook một cái nhá. Này, ăn trộm kẹo mút thử ngang. Ngon cả mặt, nào, chụp cái này. Chị vì cái váy đấy xinh quá mà mình lỡ mua mất rồi. Giờ đến cuối tháng biết làm sao đây. Buồn lắm em ơi. Buồn kinh khủng luôn đấy nhá. Vừa nãy nhá, chị đi ra bưu điện, chị nhận tiền mẹ chị gửi lên. Đi qua một cửa hàng bán quần áo, có hai chiếc váy đẹp quá. Chị không thể chịu được nên là chị đã lỡ mua mất rồi. Bây giờ từ giờ đến cuối tháng không tiền để ăn đây. Thôi đi chị ơi, em vẫn còn tiền mà. Hai chúng ta cùng đi. Số tiền này chúng ta hãy cùng tiết kiệm, chúng ta sẽ đổi tiền để ăn thoải mái luôn. Được không? Được rồi, đúng là nhất em luôn. Nếu không có em là chị chết đói cả tháng luôn đấy. Chị, chúng mình đi mua đồ ngon ăn đi. Hôm nay chúng mình ăn cái bút đi. Thôi, mình chuẩn bị đi chơi mới được, mình phải thay váy. Em làm sao thế? Hả? Em hoa mắt xấu mặt cũng gì à? Thế à? Ồ, chị phải thay quần áo bây giờ chị đi chơi đây. Mình mặc bộ này là xinh rồi đấy. Mình sẽ nổi bật. Này, em có bị làm sao không? Làm sao thế? Thế nào? Ôi, không sao đâu, trời nắng quá nên nó thế đấy. Ở nhà ăn bánh uống đi nhá. Chị đi chơi với bọn bạn chị đây, hôm nay chị có hẹn rồi. Nên là không ở nhà được nhá. Ừ, chị đi nhá. Nhanh, bà, đi đâu vội thế? Tôi đang có hẹn đi chơi với bạn thôi. Hôm nay ăn mặc quần áo đẹp này đi chơi đấy, à? Đấy, hôm nay ấy, ông ý tôi tỏa sáng hơn. Bà chắc là ra cái chỗ tối thì tối bần bật luôn. Này nhá, tôi với ông không thù không hàn gì nhá. Mới sáng ra nhá, đừng làm cho tôi cáo nhá. Bực mình quá thì mất rồi. Nắm chuyện, không có chuyện gì không? Để tôi còn đi đây, ông muộn rồi. Ô duyên. Này, tôi đã bảo này. Ông rảnh rỗi vậy không? Ông rảnh rỗi ông về nhà ông ngủ đi nhá. Còn tôi phải có việc tôi đi đấy. Mà không này, tôi lại như tôi thế. Tôi nghe nói là em Thu Chi ở cùng phòng của bà ốm mà, sao bà còn đi được? Em bị ốm chứ tôi đâu có ốm đâu, nên tôi vẫn đi được mà. Sao bà lại có thể vô trách nhiệm thế nhỉ? Bởi vì em Thu Chi bình thường rất là chăm sóc bà cơ mà. Bà kể là nấu ăn sáng cho bà này, nấu cơm cho bà ăn này. Bà không có tiền này, em cũng có một ít tiền đấy. Em rủ bà đi ăn cơ mà. Sao bây giờ em lại ốm mà không chăm sóc bà ở em đấy? Nhưng mà em bị ốm em phải báo trước với tôi chứ. Bây giờ tôi hẹn bạn tôi đi chơi rồi, đùng một cái em bảo em ốm làm sao tôi ở nhà được? Thế bây giờ bà ốm thì bà có báo trước mọi người không? Không báo trước cho tôi không? Bà thế là không được rồi. Bà bây giờ đi về thuốc, mua thuốc cho em uống đi. Bà không biết lỗi của mình à? Ủa đấy, tôi nghĩ đơn giản đi ông. Tôi nghĩ em ấy chỉ ốm không sao đâu.
Ừ, nhỡ không may em làm sao thì sao nhỏ em cũng rất là tốt với tôi đúng không? Ừ, em còn bé thế thôi, nhanh về đi. Khổ thân em bé. Không lần thì... sau đó, bà sửa cái tính đi nhá. Toàn đi nói xấu em thôi. Tôi là tôi bạn thân với bà, tôi nói nhá, đừng có giận tôi về đi. Nhưng mà đấy, tôi cứ trêu là chị cây khế tổn thương nó lắm. Ừ, chị em cây khế, bà đúng là chị em cây khế rồi, tôi đi về. Về, đi về, nhanh. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.